Cách đây 2258 năm về trước, tục truyền rằng hoàng đế Bắc Phương trong ý đồ thôn tính Đức Văn Lang nên mượn cớ cầu hôn cùng Mỹ Nương, con vua Hùng Dương thứ 18. Để ngăn chặn ý đồ xâm lược đó trước khi sứ giả đến, vua Hùng Dương tìm cách gả ngay Mỹ Nương, bèn lập tức ra lệnh tuyển phò mã. Lúc bây giờ thần núi Tản Viên là Sơn Tinh và thủy thần của sông Hồng là Thủy Tinh, cả hai cùng đều muốn cưới Mỹ Nương. Như ta đây là Sơn Tinh, cùng non nước hữu duyên do mưa thuận hòa, đời chỉ muốn lá hoa hát câu tình ca. Nào hu, nào khỉ, nào chồn, nào nai, có voi chín ngà, có gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, đời không thiếu thứ chi, chỉ thiếu có đàn bà. Mà ta luôn ước mơ hỏi đâu gần xa, có nàng nào công chúa chờ ta sanh duyên. Như ta đây là thủy tinh, đời sông nước nối trôi suốt năm thuyền bè, cùng mây gió hát ca sóng đưa thuyền xa. Đào tôm, đào cá, ghiêu sò, ốc hến, có rồng chín sừng thuồng luồn chín dãy, cá sống tới chín đuôi, đời không thiếu thứ chi, chỉ thiếu một nàng mà ta luôn nhớ nhung sớm hôm mộng mơ. Như ta đây là thân vua, ngàn thê thiếp cấm cùng tháng năm rượu chè, đời quân tương bấm thừa xương như thần tiên. Lâu đài nguy nga, đền vàng điện ngọc, có trăng có rượu múa hát suốt đêm, cung hầu mỹ nữ, đời không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một người làm con rể của ta sánh duyên Mỹ Nương. Hỏi có người đại trang nào đang xưng danh. Xem mô khổ lắm, được khổ, được khổ quá. Gì đó mày? Chị cũng kéo hơi dài, cho vào chuyên gia thầy giám rút lui. Mọi người nhanh rình xuống vào chứ còn gì nữa. Trời ơi, hèn chi vô cái thành thị rồi không biết văn minh lịch sự gì cho vậy. Vô trước thì phải sắp hàng trước, vô sau đứng sắp hàng sau. Tôi vô trước. Hả? Gì? Mới biển chung lên hả? Giờ mà không biết hả? Trời ơi, hèn chi sống cái biển viết thì quen rồi. Cái luồng lách, luồng lách, luồng lách thì giống mấy con lươn con lạch ở dưới hả? Đi xuống. Dạ. Dạ. Dạ Sơn Tinh. Dạ Thủy Tinh. Xin bái kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quả nhân miễn lễ. Dạ. Hai căn cứ bình địa ở quên bình thân. Dạ tạ ơn hoàng thượng. Này cái tên ngu kia, kêu người kìa. Kêu người ngu không? Kêu mặt người ngu biết chứ, kêu ông không chịu lên tiếng. Hai thằng đều ngu. Nhưng ta hỏi tên ngu mập nè, bước ra đây cho ta hỏi. Thấy không, mặt người ngu hơn ta nhiều. Rồi khai báo hoàng thượng. Nhà ngươi nghe cho kỹ. Dạ. Nhà ngươi tên họ là Tiêu Quy Quán đâu nghề nghiệp là gì, năm nay được bao nhiêu, nương kỹ nói cho ta nghe, nếu không thì chết. Ông hỏi gì vậy?
Sao hỏi người mà hỏi ta sao ta nhớ? Ông hỏi lẹ quá ta nghe đâu kịp. Ê, ông hỏi dài quá thì phân ra từ khúc trả lời, xong rồi rác lại thành nguyên khúc, thấy không? Hay hay hay. Để khai bấm hoàng thượng. Trả lời. Dạ xin hoàng thượng. Sao? Hỏi lại câu hỏi. Nghe không kịp. Trời, nhà ngươi mặt mày sáng sủa. Dạ. Thấy cái tướng nhà giàu. Dạ. Mà tại sao nghèo trí tuệ? Hỏi lại câu hỏi chậm dạ, hơn hả? Chậm chậm chút xíu. Trời ơi, khổ quá. Dạ. Nghe tao hỏi chậm nè. Dạ. Nhà ngươi tên họ là chi, quê quán ở đâu? Làm nghề nghiệp gì, năm nay được bao nhiêu tuổi? Dễ. Dạ thầy bấm quan hương. Sao? Thần là Sơn Tinh. À. Quê ở núi cao. Bảy thu phá rừng. Vừa tròn 1 tuổi. Không biết người ta nói cho nghe. Quê quán của ta đó, ở là rừng núi là có biết bao nhiêu ngàn năm rồi. À. Nhưng mà ta chỉ lên làm chủ khoảng chừng 1 thế kỷ thôi. Vì vậy cho nên mới nói là 1 tuổi. 1 tuổi là 1 thế kỷ. Vậy là ném chiều, cô tổ có ngoại ta rồi. Còn bà đặt vô đây đầu cưới vợ chi nữa cha. Nhưng mà trái tim ta còn trinh. Nhà ngươi trở về chỗ cũ. Dạ, cảm ơn hòa thượng. Bây giờ tới phiên ta hỏi, ta tên ngu mà ốm nè. Bước ra này. Dạ. Liễu Hồng. Dạ, có thần. Dạ. Nghe trọng hỏi. Dạ. Nhà ngươi năm nay được bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp là chi, quê quán ở đâu? Dạ. Cái gì vậy, động đất hả? Thành nói nhỏ nhỏ cho ta nghe được. Dạ, rồi dạ. Nói lớn quá. Nói. Ủa, làm như bố mới đây bị câm rồi. Nói vậy đó vậy. Không phải, không phải câm hoàng thượng. Không phải cái gì. Cha này chạy sống dưới biển. À. Mà anh hoàng thượng thấy ông cá mà sống dưới biển không? À. Mình vớt lên bờ để khoảng chừng 5 phút hồ thôi. À. Ngáp y như cha này vậy. Hoàng thượng ta kêu ta nói nhỏ. Ta nói như vậy là quá trời nhỏ rồi, muốn gì nữa. Ai nghe, ai nghe. Nhỏ quá, nhỏ quá. Anh nói vậy không nghe hoàng thượng. Không nghe. Nói cho ta nghe. Dạ, khởi bẩm hoàng thượng. Ừ. Thần là Thủy Tinh, quê ở biển hồ, đánh cá, bắt tôm. À. Không hề có tội. Này ném về nè, Hà Bá này, Mai Gia gì. Gì Hà Bá? Chứ gì nữa. Người ta phải có tuổi chứ, tự nhiên không có tuổi gì hết trơn trời. À, lúc nào ở dưới đáy biển á, đâu có thấy ánh mặt trời đâu, làm sao biết ngày tháng mà đẹp tuổi. Hai người vô đây là để cầu hôn. Chứ cầu hôn, chứ không phải vô đây để kẻ lộn. À, ta chỉ có một công chúa mỹ nương thôi mà bây giờ tới 2 nhân tài. Không biết gả cho ai. Cho thằng, cho thằng. Thôi hai người cứ thi tài với nhau. Thì nếu người nào thắng, ta sẽ gả công lương cho người đó. Dạ, khỏi bẩm hoàng thượng. Nếu như vậy tôi như tao không muốn được quý, không có muốn được liêm thế nào so sánh. Thôi, đây không phải là cái chợ trời. Thôi bây giờ Thủy Tinh. Dạ. Thi tài. Đội ơn hoàng thượng. Ghê. Từ ngàn xưa đất sinh ra, ở nơi nào đều cũng có nước. Nước tạo nên sự sống cho ta, cho ruộng đồng cây lá nở hoa. Hiện là một kho tàng vô giá, biết bao nhiêu dòng cá dòng tôm. Còn rừng chỉ có toàn là thụ dư, đất với cây gai cằn hẹp. Không có nước, rừng chỉ còn đàm lá cây khô. Trở về chỗ cũ. Bây giờ tới Sơn Tinh. Dạ. Nhà ngươi hãy thi tài. Dạ, đổ lớn quá. Ôi rừng núi bao la, chung quanh ta toàn là gỗ quý. Ngước lên trời đầu đùng tận mây, bước xuống khe muôn ngàn chim thu. Đất màu tươi tốt vàng vật nảy sinh, tất đất tất vàng đời thêm ấm no. Đâu có như biển cả bọt bèo rong riêu, đâu có như biển cả bão giông suốt ngày. Ôi rừng núi của ta. Oh.
chỗ cũ. Dạ. Hai ngươi thiệt là kẻ tám lạng hơn nửa cân, tài quá. Bây giờ tới phần đối về trí thông minh. Sơn Tinh. Dạ. Nhà ngươi á, ở trên núi, trên rừng. Dạ. Chắc có lẽ nhà ngươi rành tất cả loại thú dữ. Ôi tưởng chuyện gì, thú dữ là thần nuôi cả bầy, con nào cũng rành, con nào cũng biết. Vậy em ta đố nhà ngươi con chó. Có kỳ vậy bà. Sao? Đó là phải thú dữ. Dữ chứ, nó cắn ta ba lần đó. Nghe đây. Dạ, dạ. Cho gì hạ đạp thượng quỳ, là phường chó má ai thì cũng chê. Cho gì gặp gái chẳng dê, cho thiên gặp gái là hết bề tướng trao. Đúng. Hay quá. Cảm ơn hòa thượng, cảm ơn hòa thượng. Dễ quá, dễ quá. Cho trắng là cho gì? Dạ cho trắng là cho cò. Cho đen. Cho mực. Cho vàng. Cho phèn. Cho rằn ri. Cho nhện. Còn cho xanh. Cái này không có. Có, tao mới đấu chứ, tao là vua mà. Chó xanh, chó xanh, chó xanh, chó xanh. À, chó xanh. Chó xanh là con chó đẻ. Tại sao chó xanh là chó đẻ? Dạ xanh đẻ đồng nghĩa hoàng thượng. Quay. Thông minh. Dạ, còn nữa chưa, còn nữa. Chó gì mà chỗ có lông, chỗ không có lông. Ủa, thằng nhớ đâu. Nhớ. Chó ghẻ. Ê, ê, ê. Thủy Tinh. Dạ, 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 tới thật. Tới nhà ngươi. Dạ, yeah. Dạ yeah. Nghe ta đố nghe. Dạ yeah. Nhà ngươi rành ở dưới biển phải không? Dạ, rành lắm. Ở dưới biển có nhiều loại ác ngư. Dạ. Bây giờ ta đố nhà ngươi con cá. Con cá đâu có ác còn chứ. Cá sấu đó, thì đứng gần nó táp đi. Nghe đi. Dạ yeah. Cá gì thiếu nợ giật tiền? Thiếu tiền giật nợ là anh cá sù. Cá gì ăn uống lung bùn? Cá mập ăn uống chẳng cần nể nang. Khoan, cá trắng là cá gì? Là cá bóng. Cá vàng. Cá vàng. Tao đố mày mà. Dạ, cá vàng. Cá vàng, trả lời cá vàng á. Thì nó màu vàng, cái kia nó cá vàng. Quá thông minh. Dễ quá. Nó quẹo, nó quẹo. Cá xanh. Cá xanh. Cá xanh. Thua. Cá xanh. Bây giờ cá độ. Tại sao vậy? Cá độ thua cái xanh. Còn cá bốn màu. Cá bốn màu. Bốn màu. Ai nhớ rồi. Cá gì? Dạ cá ngựa. Tại sao? Dạ cá ngựa, thường thường ai chơi cá ngựa là ta chơi bốn màu, xanh đỏ vàng trắng. Bây giờ con cá gì chết rồi mới bị bệnh? Rồi á. Bí rồi đó. Rồi, rồi ngã. Bí rồi. À, đó rồi, biết rồi. Tại nó chết rồi, rớt rồi, không để ý. Dạ cá mà chết rồi nó mới bị bệnh. À. Dạ là cá thác lát. Tại sao cá thác lát? Dạ thác có nghĩa là chết. À. Chết rồi nó mới bị bệnh lát. Đâu được đây quá, trở về với chú rồi. Hai ngươi thật ngang tài, ngang sức. Ghê đâu. Hai người đều là nhân tài cả. Ta
chỉ có một đứa con gái không biết gả cho người nào. Dạ dạ dạ. Dạ dạ khởi bẩm hoàng thượng. Dạ khởi bẩm hoàng thượng. Dạ khởi bẩm hoàng thượng. Chuyện dạ, gì? Dạ không nói ra thì thần mang tội khi quân. À. Dạ thần phải nói ra là thiệt tình là thần đã có vợ ở quê nhà rồi. Bữa nay là nghe tin đồn là công chúa miền nương tài sắc vẹn toàn lắm. Cho nên thần mới tới thần coi mắt một cái cho đã rồi thần về. Chứ nếu mà bây giờ lỡ mà thần rước được công chúa về rừng thần hả? Thần sợ là thú rừng trong rừng thần nó bỏ đi hết á. Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Dạ dạ thần nói là thú rừng nó bu lại cái nàng chết. Dạ. Ấy thôi bệ hạ gả công chúa tròn cháu nhất kia đi. Dạ thần về. Cảm ơn sự nhường nhịn ác độc của ông. Dạ khởi bẩm hoàng thượng. Dạ thần cũng vậy. Dạ. Dạ thần có 3 vợ lớn 20 vợ nhỏ rồi. Dạ chưa tính là bên nội ngoại cô dì gần 200-300 người. Lấy công chúa về với biển cả không được đâu. Tại vì mấy con thú ở dưới biển á nó gặp công chúa rồi nó sẽ chết hết. Ừ, vậy có nghĩa là sao? Không phải, hoàng thượng hiểu ra lầm rồi. Ý là khi mà mấy con thú mà nó thấy đó, nó sẽ ganh tị cái sắc đẹp của nàng. Nó sẽ tự chém giết lẫn nhau. Thậm chí có con bỏ ăn bỏ uống để mà được chết. Đâu giờ ta không dám đâu. Thôi mấy hoàng thượng gả cho ông này đi. Dạ cáo biệt hoàng thượng. Tại người vô ngược mà thấy gì về mình về ngược. Dạ cáo biệt hoàng thượng. Đúng rồi. Đây đâu phải cái chợ muốn vô muốn ra ra. Hai người phải thi tại nhau. Kẻ nào thắng ta sẽ gả công chúa cho. Đi nữa. Đi ngoài hoàng thượng. Thì võ. Con gái đâu? Dạ. Vũ khí đem ra. Dạ nữa. Sơn Tinh. Dạ. Thi tài bắn cung. Người trước. Dạ bắn cung thì được. Chứ thi đấu với bà này chịu không nổi với bà đâu. Ráng nghe. Ráng nghe. Chết mệt rồi. Ghê đi vào. Dạ. Hai vào. Ngồi xuống đây. Dạ. Đó. Dạ bắn gì đi hoàng thượng? Bắn này nè. Đây. Trời kỳ chết con hoàng thượng. Nhớ bắn cho trúng nghe chưa? Dạ, thần là bách phát bách trúng. Bắn thiệt á hoàng thượng. Bắn thiệt. Dạ. Bắn trúng đích nghe chưa? Xin phép hoàng thượng. Vai. Trời kỳ còn nguyên hoàng thượng. Nhà ngươi bắn chọc rồi. Dạ trúng mà. Trúng đâu? Trái khế này trúng đâu? Dạ đâu bắn trái khế. Thì bắn chỗ nào? Bắn trái tim đó kìa. Trúng ngay tim rõ ràng còn đừng có chật. Kêu nhà ngươi đã bắn trái khế, không bắn bắn trái tim. Thua rồi. Ủa gì thua? Trở về chỗ. Dạ cảm ơn hoàng thượng. Gì thua? Giờ tới phiên Thủy Tinh. Dạ. Ngươi trổ tài. Dạ. Con gái đâu? Dạ nữa hả? Nè. Trời ơi. Cẩn thận nghe. Mục tiêu là gì hoàng thượng? Đây trái khế. Trái khế là phải mục tiêu của mình. Dạ bẩm hoàng thượng, thần có mục tiêu rồi. Đâu? Cái gì? Ta! Đứng lại! Mục tiêu đi, thần sẽ không chấp nhận đi. Đó là phải mục tiêu của thần. Thôi, thần ghét cái nào thần không cái đó à? Nhà ngươi thua rồi. Trở về chỗ cũ. Ủa vậy thua hả? Thua. Trời ơi, mùi quá. Bây giờ thi môn khác. Sang quá. Nguyên cái máng vàng bự ghê. Trời ơi, món ai này món gì sao thấy nước không mà không thấy có tôm, có cua, thịt gì trong này chân vậy? Sao đóng quá là ai ăn gì nổi? Ừ. Ông cô coi hồi đó vợ qua ăn món này không thấy này là hơi lạ đó. Bây giờ thi gan dạ. Sơn Tinh, nghe tao nói. Dạ. Động lực nào mạnh nên là xui khiến nhà ngươi lại nhảy vào giặc vào số vậy? Qua gan rồi. Trời ơi, quá gan luôn. Qua gan dạ rồi. Thủy Tinh. Dạ. Tới phần ngươi thi tài. Dạ, sao khỏi với hoàng thượng ơi. Dạ, thần là Thủy. Dạ, Thủy.
cử quả. Dạ. Cử quả kỵ nhau. À. Dạ thôi thần xin phép chịu thua, mấy vụ nóng này thần ghét lắm. À. Dạ, chịu thua. Khách chịu thua. Dạ ông này quá ghen. Vậy là sơn tinh thắng cuộc. Sơn thắng. Được rồi, ta sẽ gả vị nương công chúa cho nhà ngươi. Cái gì? Ví dụ này, ta nói vậy đâu có ông nào ông xua thật vô. Điền công chúa vậy. Ông ơi, công chúa bị đưa vô kìa. Thằng ở dậy lấy đi ông ơi. Trời ơi, tự nhiên là bị xô đi giặt dầu rồi. Chưa bắt cưới chỗ nào sao bắt. Tự nhiên ta bắt phụ hoàng đi. Đây là công chúa bị nương con của ta. Sao đẹp vậy? Đâu khác hoàng thượng. Hoàng thượng nói đây là công chúa bị nương. À, đây là hầu gái của công chúa. À. Trời ơi, hãy chịu đem vô, giờ này có đem vô. Tương thương ra mắt, phò mã tương lai đi con. Ta sẽ chọn ngày làm tháng tốt để làm lễ thành hôn công chúa bị nương và sơn tinh. Dạ, cảm ơn phụ hoàng. Còn thủy tinh, dạ. Ngươi đừng có buồn. Có được tù này mà trả. Ta sẽ kết duyên cho nhà ngươi. Ông chị được rồi, phò mã. Phò mã. Ừ. Ngươi cũng là phò mỏ. Đây, phò mã. Nguyễn giống giống vậy được rồi. Còn ai hòa được? Đây còn hầu gái của đi. Người đây. Ừ. À, nhảy dạng chồng xuống không? Ai đây?